Rồi, hôm nay thì chúng ta có một cái buổi chia sẻ cuối trong năm 2021, tức là trong năm âm lịch 2021. Thì hôm trước là mình có chia sẻ với đại chúng là cái cách để mình cần chuẩn bị như thế nào để chúng ta đón một năm mới, chứ không phải là chỉ đón cái Tết không thôi. Và chúng ta càng chuẩn bị chu đáo như thế nào thì chúng ta sẽ càng thành công như thế đó. Chúng ta càng chuẩn bị chu đáo như thế nào thì chúng ta lại càng làm chủ được nhiều như thế đó. Và chúng ta nên nhớ một năm bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ buổi sáng, và cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ lúc trẻ tuổi. Vậy thì hôm trước mình đã nói đến cái sự chuẩn bị của mình về thức ăn và thức uống. Chúng tôi chỉ nhắc lại cái phần cơ bản là khi chúng ta chuẩn bị thì chúng ta phải có cái ý thức, chúng ta phải luôn luôn có cái nhận thức rất là rõ ràng. Vậy thì cái việc mà mình chuẩn bị mọi thứ để làm gì, cho ai, và bởi vì nếu như chúng ta không xác định được cái điều này thì có khi là chúng ta cứ bị những cái thói quen, những cái truyền thống, hay là chúng ta bị ở bên ngoài nó tác động vào, và cứ như thế chúng ta không sống thật cho chính mình và chúng ta không nuôi dưỡng mình thực sự, mà chúng ta đang đi nuôi dưỡng những cái ảo huyền, những cái mơ tưởng, những cái nhận thức không đúng đắn. Trở lại là trong cái thời gian qua thì chúng ta đã học về cái thuận tự nhiên là căn bản, và thì tất cả nó đều đổi thay liên tục không ngừng, vũ trụ này nó thay đổi liên tục không ngừng, và cái đổi thay này nó không có tốt hay không có xấu, nó đổi thay để rồi nó tồn tại và nó phát triển. Và trong cái chuỗi liên tục như thế, nhân và quả nối tiếp nhau nhờ các duyên ở giữa. Vậy thì có nhân tốt, có hạt giống tốt chưa đủ nha, nó còn đòi hỏi thêm là các điều kiện, các duyên tiếp nối cái hạt giống tốt lành đó nữa. Thế nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình gieo hạt giống tốt, mình chọn hạt giống tốt là đủ rồi. Thưa quý vị chưa? Thưa quý vị chưa? Nó là điểm khởi đầu. Nhưng mà để cho cái hạt giống tốt đúng đắn này có được quả tốt đẹp, đầy đủ, trọn vẹn thì chúng ta còn phải liên tục chăm bón, tác động những duyên, tức là những điều kiện bổ sung vào đầy đủ, trọn vẹn, tốt đẹp, thì lúc đó chúng ta mới có thể gặt hái được những hoa thơm trái ngọt. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng khi mình đến cuộc đời này, tất cả mọi người chúng ta đều chọn lựa bởi chính mình. Nghe chưa? Tất cả mọi người này đến cuộc đời này do chính sự quyết định và chọn lựa của mình. Không có một ai, không có một thế lực nào có thể đẩy mình tới đây hay bắt mình làm cái điều mình không muốn hết cả. Vậy thì chúng ta phải xác định điều này và liên tục có mặt trọn vẹn cho mình để làm sao chúng ta nhớ lại cái mục tiêu ban đầu của mình. Còn nếu không là mình sẽ bị lãng quên, mình sẽ bị đi trật hướng, không còn đúng với cái ý niệm
cái mục tiêu ban đầu chúng ta đề ra. Cái điểm kế tiếp chúng ta cũng nên nhớ, chúng ta đang tồn tại, đang có mặt là từ đâu và làm sao để chúng ta tồn tại. Thức ăn, thức uống chưa đủ, còn rất nhiều cái điều kiện xung quanh, môi trường, từ trường, quan hệ, vân vân. Điều này là một điều cũng rất quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng hơn là chúng ta phải nắm vững được cái yếu tố không có mình thì sẽ không có tất cả những cái xung quanh. Mặc dù nó vẫn có đó, mặc dù nó vẫn có đó, nó vẫn hiện hữu đó, nhưng mà nếu không có mình thì mình sẽ không có cảm nhận, không có tương tác được với các điều kiện môi trường bên ngoài kia. Thành ra phải trở về với mình trước hết, phải nhận diện được sự hiện hữu của mình trước hết, thì lúc đó chúng ta mới chăm sóc được mình, mới thương yêu mình và mới kết nối được với chính mình. Nếu chúng ta chưa quay về với mình, chưa kết nối được với mình hoàn toàn thì chúng ta không thể nào kết nối được với các điều kiện, các yếu tố bên ngoài kia hết cả. Và nếu không có mình thì toàn thể những yếu tố kia nó sẽ không có được cảm nhận, nó sẽ không có được sự tương tác. Vậy thì trở về có mặt trọn vẹn cho mình, kết nối với mình một cách trọn vẹn và thường xuyên là yếu tố căn bản nhất, quan trọng nhất. Rồi từ đó chúng ta mới xác định thử xem mình đang cần nuôi dưỡng cái gì, nuôi dưỡng cái gì, bao nhiêu ở từng thời điểm một. Bởi vì chúng ta nên nhớ mình đã được chia sẻ về các tầng bậc của thân, phải không? Chúng ta đã được chia sẻ về các tầng bậc của thân. Vậy thì khi chúng ta có những cái phần thân khác nhau ở từng độ tuổi khác nhau, từng nhiệm vụ khác nhau, lấy ví dụ như khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta phải sẽ chăm sóc cái phần thân vật lý và sinh lý của mình nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng ta càng lớn lên dần, càng có trách nhiệm hơn dần với gia đình, với xã hội, thì chúng ta sẽ giảm dần cái sự chăm sóc về cái phần thân vật lý và sinh lý, để chúng ta chăm sóc về cái trí tuệ, về quan hệ, về xúc cảm, về tâm lý nhiều hơn. Và càng lớn tuổi dần thì chúng ta lại phải giảm những cái phần này để chúng ta trở về với mình, trở về với thiên nhiên, với vũ trụ nhiều hơn. Thành ra đây là cái mối quan hệ mật thiết trong các phần thân của chúng ta, và nó theo luật bảo toàn năng lượng, theo luật tự nhiên, luật hợp nhất, luật hấp dẫn. Nè, vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải giảm dần những cái phần thô, những cái phần bên ngoài, để chúng ta đi sâu vào cái phần bên trong, cái phần mình, phần cao này, cho nó không có cố định. Và thậm chí cái này nó không phải là cả một cái đời người vài chục năm đâu, quý vị. Nha, chúng ta nên nhớ cái này nó không phải là cả một đời người vài chục năm, mà có khi nó sẽ phải được quan tâm chăm sóc trong từng ngày một, trong từng ngày một. Quý vị nhớ là chúng ta cũng đã được giới thiệu cái chu kỳ sinh học của mình, phải không? Chúng ta đã được giới thiệu cái chu kỳ sinh học của mình, và chúng ta cũng có cái cơ hội nhờ cái cộng đồng SE đã giúp chúng ta thực tập một cách đúng đắn. Đầu của một ngày, đầu của một ngày là đầu của cuộc đời, đầu của một cái sự nghiệp. Vậy thì khi chúng ta thức dậy sớm đúng giờ, quý vị thấy cái giờ này là giờ gì? Giờ này là giờ hệ hô hấp làm việc mạnh nhất. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình duy trì cuộc đời của mình
chưa phải bằng thức ăn thức uống, mà mình duy trì cuộc đời của mình thực tế bằng từng hơi thở. Phải không? Hệ hô hấp là việc mạnh nhất, nó nhắc cho chúng ta và hơn lúc nào hết trong 2 năm hơn 2 năm rồi, chúng ta đã được sứ giả của vũ trụ, của thiên nhiên đến nhắc nhở chúng ta với cái bệnh cúm đường hô hấp này, để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cái hơi thở của mình. Vậy thì khi chúng ta thức dậy sớm, chúng ta thấy cái sự chuyển giao năng lượng của vũ trụ, dương tính dần, sáng dần, năng động dần, tích cực dần, mở ra dần. Vậy thì nếu chúng ta thấy bắt đầu của một ngày mà chúng ta làm được như vậy, và dần dần chúng ta sẽ sống một cách cân bằng. Nha, quý vị nhớ là chúng ta sống một cách cân bằng qua cái trục 12 giờ trưa, 12 giờ tối. Vậy thì nếu như mà chúng ta khởi sự đầu của một ngày đúng đắn như vậy, nếu chúng ta bắt đầu một ngày với cái sự khởi sự nhận thức đúng đắn như vậy, thì chúng ta nuôi dưỡng gì đây? Đối với thế hệ trẻ thì mình có thể là mình sẽ chăm sóc về cái phần thân vật lý của mình hơn. Mình dạy, mình tập thể dục, mình lo ánh sáng, rồi mình lo đi làm. Nhưng mà đối với những người trung niên, trở lên thì mình bắt đầu mình dạy không phải chỉ tập thể dục, không phải lo ánh sáng, mà có khi mình cần phải thêm nữa là mình phải ngồi, mình tĩnh tâm lại, mình ngồi mình quan sát lại, mình chuẩn bị cái công việc một ngày mới của mình chuẩn bị những cái mình làm trách nhiệm cho gia đình, chẳng hạn như chuẩn bị bữa ăn sáng, chuẩn bị những cái gì cho con cái mình nó đến trường, rồi sau đó là chuẩn bị cho mình để mình đi tới công sở. Nhưng mà tới cái tuổi cao hơn, khi mà mình không còn cái trách nhiệm, đối với gia đình và xã hội nhiều nữa, thì cái buổi sáng sớm này là cái giờ mà mình sẽ tập trung hoàn toàn cho mình nhiều hơn nữa. Quý vị thấy chưa? Xoa bóp tay trên mặt mũi, uống nước ấm, làm vệ sinh cá nhân xong thì mình sẽ ngồi để mà mình lắng động, mình trở về mình thường xuyên hơn, nhiều hơn. Và mình bắt đầu, nếu mà những người có tôn giáo thì người ta đọc kinh, người ta cầu nguyện. Còn những người mà chỉ cần ngồi tĩnh lặng để có mặt trọn vẹn với mình, hợp nhất với vũ trụ, và mình dành cái thời gian buổi sáng này có khi 2 giờ, 3 giờ, tức là mình sẽ quan trọng về cái phần tâm thức, về cái phần năng lượng mình và cao hơn đó. Chứ mình không cần phải là chăm sóc các cái phần thân vật lý của mình nhiều nữa. Vậy thì chúng ta có thể thay đổi cái này ngay trong một ngày của mình, chuẩn bị ngay trong một ngày của mình, chứ không phải là chờ một đời đâu. Nếu chúng ta ý thức được điều này, nếu chúng ta chuẩn bị được điều này ngay trong từng ngày, và thậm chí chúng ta phải có thể lắng nghe cơ thể của mình để mình biết rằng mỗi một ngày mình sẽ thay đổi, bởi vì không có cái ngày nào nó giống ngày nào hết cả, quý vị. Bởi vì cái thời tiết buổi sáng sớm và buổi chiều nó khác nhau, cái thời tiết giữa mùa xuân và mùa đông khác nhau, nhất là ở miền Bắc. Quý vị thấy ở miền Nam thì nó khi có 2 mùa thôi, nhưng mà miền Bắc chúng ta có những nơi có 4 mùa. Vậy thì mỗi một cái vùng miền, theo mỗi một cái giai đoạn thời gian, thời tiết nó sẽ khác nhau. Vậy chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình và sống hòa với cơ thể mình và hòa với cái môi trường ở bên ngoài. Vậy thì cái luật vũ trụ là gì? Không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Và nếu chúng ta không có mặt cho mình một cách trọn vẹn, hợp nhất, liên tục, thì làm sao chúng ta có thể biết được cái thực trạng, cái hiện trạng của chính bản thân mình, của thân và tâm mình như thế nào đây? Cái phần thân của mình nó có mất cân đối không? Nó có bị dư thừa cân nặng? Nó có bị dư thừa đường mỡ không? Nó có bị đau nhức không? Nó có bị bế tắc không? Nó có bị dị ứng, ngứa ngáy, nổi mẩn, eczema,
vân vân. Tức là nếu chúng ta không có mặt trọn vẹn và thường xuyên, chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được điều này. Và có khi tối hôm qua cái mặt của mình nó vẫn đẹp đẽ, sáng ra mình bắt đầu thấy nó nổi vài ba cái lốm đốm ngôi sao rồi, phải không? Nhất là đối với chị em phụ nữ, ngày hôm qua mình chưa có chu kỳ nhưng mà bây giờ nó chuẩn bị nó tới chu kỳ, bắt đầu mình thấy đau, thấy sưng, thấy nổi mụn ở cái vùng này. Ngày hôm qua mình ăn thức ăn trễ quá, khó tiêu quá, thì có khi cái bụng của mình nó hơi rối, nó hơi đầy, nó hơi quặn, mình không để ý, nhưng mà sáng ra mình nhìn thấy vài cái đốm ở trên má của mình, trên môi của mình. Vậy thì nó có những cái biểu hiện thay đổi liên tục. Tối hôm qua mình chỉ hơi khó ngủ một tí xíu thôi, sáng ra là tóc của mình bắt đầu thấy nó trắng hay nó rụng rồi. Hay là mình chỉ hơi lo lắng căng thẳng, là một cái xúc cảm, một cái khởi niệm, một cái ký ức nào đó nó không lành nó đến với mình, là mình không nhận được nó, thì sáng hôm sau mình thấy người mình nó mệt mỏi, nó uể oải, nó đau nhức. Vậy thì tất cả những cái biểu hiện này nó thay đổi liên tục chứ nó không cố định. Nếu chúng ta không thực tập có mặt cho mình thường xuyên và trọn vẹn, không kết nối được với mình một cách trọn vẹn, thì mình sẽ không nhìn được những cái này một cách thực tại chân thật. Và nếu chúng ta không hiểu được nó thì làm sao để mà chúng ta điều chỉnh đây? Vậy thì khi mà chúng ta muốn có được cái sức khỏe bình an hạnh phúc, chính mình phải tập kết nối với mình thường xuyên, chính mình phải tập có cái trách nhiệm với mình. Trách nhiệm với mình như hồi sáng nay thì thầy Thái có nói là chúng ta phải có cái trách nhiệm. Tại sao? Tại vì khi mà thầy Thái đã cố gắng kết nối thì thầy Thái đã tạo ra cái môi trường này và có cái trách nhiệm với nó. Toàn là một cái người đồng hành cũng có trách nhiệm nha. Thành ra phải có cái sự quyết tâm hơn, nỗ lực hơn để tạo cái sự kết nối bằng mọi cách. Nhưng mà nếu như quý vị là những cái người học viên, những người cộng sự cũng vậy, nếu như mình đặt cho mình một cái trách nhiệm này có khi không phải với cộng đồng nhưng mà trách nhiệm với chính mình, bởi vì mình mong muốn để kết nối, để học tập, thì mình cũng có thể phải cố gắng hết tất cả mọi cách. Mình cũng có thể dùng phone của mình để gọi ban tổ chức, còn ban điều hành để xem có vấn đề gì và bằng cách nào mình có thể thay đổi để mình có cái sự kết nối và tiếp tục cái sự thực tập của mình. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái quyết tâm, không có một cái mục tiêu rõ ràng, không có một cái trách nhiệm với cộng đồng hay với chính mình, thì mình có thể là kệ mặt nó, tới đâu nó tới. Đấy, hay là mình lo lắng, mình lo lắng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng mình phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, với chính cái thân và tâm này của mình. Và chúng ta nhớ cái câu mà bậc giác ngộ thường nói, mà chúng ta cũng thường nhắc là gì? Ý làm chủ các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Do vậy ở đây chúng ta thấy nó toàn bộ những luật vũ trụ, luật tự nhiên nằm trong này, luật hợp nhất có mặt. Bởi vì thân và tâm, ý niệm và hành động, nhân và quả, tất cả nó đều nằm trong cái quy luật này, đều trong cái câu này. Và khi mà chúng ta thấy rõ ràng luật hấp dẫn, nếu chúng ta khởi lên một ý niệm thì thanh tịnh, tức là năng lượng tích cực rung động, thì nó sẽ đưa đến hành động tương ưng và nó sẽ đưa đến cái kết quả tương ưng là nhẹ nhàng, là tốt đẹp. Vậy thì lực hấp dẫn, lực cộng hưởng, lực nhân quả, tất cả nó đều nằm ở đây. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta để những cái tâm niệm lang thang, để chúng ta để những cái vô trách nhiệm, chúng ta để những cái lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, nó cứ khởi lên theo cái thường tình mà mình không có mặt thường xuyên để nhận gì nó, thì nó sẽ lại dẫn theo đúng cái hậu quả
những cái lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, sợ hãi. Và từ những cái năng lượng, những cái rung động không tích cực đó, nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho chúng ta bị rối loạn nội tiết, nó sẽ làm cho chúng ta rối loạn thần kinh, rối loạn chuyển hóa, mất quân bình, bệnh tật. Thành ra đây là những cái rất căn bản mà nếu chúng ta không tập có mặt trọn vẹn thường xuyên cho mình, từ những việc rất nhỏ nhặt nha, từ những sinh hoạt rất bình thường. Vậy thì ở đây chúng ta nhớ rằng chúng ta những vị đã có được cái môi trường thuận lợi tốt đẹp sẽ tạo ra cho mình, tập cho mình cái thói quen là có mặt cho mình, có mặt cho mình từ đầu của một ngày, à, có mặt cho mình từ đầu cả một ngày. Vậy thì chúng ta phải duy trì cái thói quen này và chúng ta cố gắng làm sao động viên hỗ trợ những người đồng hành của mình, tức là những người thân, người thương trong gia đình mình, những người bạn đồng nghiệp của mình, những người bạn thân của mình, và càng ngày chúng ta càng lan rộng ra nhiều, bao nhiêu tốt bấy nhiêu cái thói quen tích cực tốt đẹp này. Vậy thì khi chúng ta càng thức dậy sớm bao nhiêu, càng chủ động bao nhiêu, càng có ý thức bao nhiêu, càng có trách nhiệm với bản thân bao nhiêu, thì chúng ta thấy nội cái việc dậy sớm này nó sẽ giúp cho chúng ta kết nối, duy trì cái đời sống của mình cụ thể qua từng hơi thở. Và như vậy nó sẽ giúp chúng ta đào thải hết những cái rác rưởi cặn bẩn mà nhờ cái lực âm của vũ trụ buổi tối nó đã thu gom tích lũy rác lại trong những cái thùng rác này, và nó thải rác ra hết cho mình, để rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đón nhận thức ăn, thức uống và những cái nguồn năng lượng sung mãn tích cực tốt đẹp nuôi dưỡng mình và đi làm việc để cống hiến trả lại cho vũ trụ. Vậy thì cái thói quen này chúng ta phải duy trì. Nếu ai mà chưa làm được cái điều này thì quý vị khuyến khích người ta trong cái giai đoạn chuẩn bị giao thời giao mùa này, tức là bắt đầu một cái ngày mới, bắt đầu một cái năm mới, thì chúng ta phải tập cái thói quen này, tranh thủ làm liền, nhớ chưa? Tức là một ngày bắt đầu bằng buổi sáng thì một năm bắt đầu bằng mùa xuân. Vậy thì tranh thủ cái cơ hội này chúng ta thực tập liền. Và nếu chúng ta thực tập đúng nguyên tắc số 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cái nguyên tắc số 7, phải không? Đi ngay căn bản nguyên tắc số 3, chúng ta đi đến nguyên tắc số 7, tức là từ cái chu kỳ ngắn nhất, nhỏ nhất, căn bản nhất của vũ trụ thì chúng ta tiếp đến là cái chu kỳ số 7, là chu kỳ căn bản nhất của con người. Và đó là lý do tại sao mà mặc dù rất là bận nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng quyết tâm mở một cái khóa học, mở một khóa học ngay cuối năm và những ngày đầu năm cho quý vị. Bởi vì nó sẽ có rất nhiều cái lợi lạc. Đây là cái thời điểm mà chúng ta được nghỉ ngơi, không làm việc nhiều, hầu hết tất cả chúng ta đều được nghỉ. Vậy thì nếu chúng ta tranh thủ cái cơ hội này, đặc biệt là những vị nào sau cái thời gian giãn cách mà mình phải trở về với công việc của mình, đặc biệt là những vị nào đã chích vaccine hay là đã là F0, thì chúng ta phải tranh thủ tận dụng cơ hội này để chúng ta trở về kết nối, để chúng ta trở về đào thải những cái độc tố, những cái cặn bẩn mà nó còn tù đọng lại ở trong con người của chúng ta do chúng ta được nhiễm virus này hay là do những tác dụng phụ của cái vaccine. Và chúng ta thấy rằng càng ngày càng có rất nhiều cái minh chứng rõ ràng là có rất nhiều người khi bị nhiễm hay là khi chích vaccine vào, chúng ta không bị những cái phản ứng phụ rõ ràng trước mắt, nhưng mà chúng ta bị những cái tác dụng phụ, cái hậu COVID, hậu vaccine rất là lâu dài và rất là nghiêm trọng. Và nếu như chúng ta không tận dụng cái cơ hội này để mà làm mới lại thân và tâm mình, làm sạch cái thân và tâm mình, thì coi chừng chúng ta lại mang hết tất cả những cái của năm cũ. Và năm 2021 là quý vị biết một năm rất là lịch sử, ngàn năm mới có một lần. Chúng ta không chuyển hóa hết hoàn toàn mà chúng ta mang những cái độc tố, những cái năng lượng tiêu cực này đi vào năm mới, bắt đầu năm mới với một cái nguồn năng lượng bế tắc, ô nhiễm, với một cái tâm thức chưa cởi mở, chưa thay đổi, chưa sáng sủa. Vậy thì chúng ta mang những cái cũ này đi vào cái mới. Mà trong khi chúng ta có cái thời gian, có cái cơ hội, cũng vậy,
trong xuyên suốt một năm qua, dĩ nhiên là đã hơn 2 năm rồi, nhưng mà trong xuyên suốt một năm qua là năm mà sứ giả vũ trụ đã đến nhắc nhở chúng ta liên tục và tạo cái điều kiện cho chúng ta liên tục để trở về. Quý vị thấy chưa, những cái giai đoạn giãn cách hoàn toàn cho chúng ta ngưng làm việc, ngưng di chuyển để chúng ta có cơ hội trở về với mình hoàn toàn, tạo điều kiện rất thuận lợi cho mình. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người chưa tranh thủ cái cơ hội này để mà thực tập. Rồi thậm chí nếu chúng ta thực tập đúng thì sau cái giai đoạn hết giãn cách, chúng ta phải sống như thế nào, nhận thức mới, chúng ta phải sống như thế nào, hành động như thế nào trong công việc, đối với gia đình, cộng đồng và môi trường. Nhưng mà một số người vẫn chưa có cái nhận thức sâu sắc, chưa có cái sự chuyển hóa đúng đắn, thành ra chúng ta thấy sau một cái thời gian chúng ta bị gọi là tù túng, bế tắc, bị thiếu thốn, thì giờ chúng ta làm bù trở lại, thì cái này là một cái cũng rất là không đúng đắn. Nó có thể gây tổn hại cho chính mình, cho cộng đồng của mình, và trở lại cái ngôi nhà chung của chúng ta. Vậy thì cái cơ hội mà chúng ta có được những ngày nghỉ ngơi, tận dụng nó để làm sao chúng ta chuyển hóa được càng nhiều, bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu trong cái giai đoạn chuyển tiếp này, là một cái rất quan trọng nha, là một cái rất quan trọng. Và thời cơ nó đến, thời cơ đến, và đây là chúng tôi tạo cái duyên, tạo cái duyên. Bởi vì như chúng tôi đã nhắc với quý vị, đây là thời điểm giao mùa thứ ba nha, đây là thời điểm giao mùa thứ ba. Hai cái thời điểm giao mùa giữa 2019 và 2020 là sự khởi đầu khi sứ giả vũ trụ đến nhắc chúng ta. Rồi kế đến là 2020, 2021, phải không? Và bây giờ chúng ta đang ở cái giao mùa thứ ba là 2021, 2022. Vậy thì chúng ta đã được rút bao nhiêu cái bài học xương máu? Bài học đầu tiên mà chúng tôi đã cảnh báo cả cái thế giới trong vòng 10 năm hơn là ba virus đã đến nhắc nhở chúng ta: virus cúm bò điên, phải không? Virus cúm heo và virus cúm gia cầm. Ba, thay vì người ta nói là quá tam ba bệnh, nếu chúng ta tỉnh giác, thay đổi nhận thức, thay đổi cách nuôi dưỡng mình và thay đổi cái cách mà lạm dụng để bảo vệ cái ngôi nhà chung, cái môi trường, thì có lẽ COVID sẽ không đến để nhắc chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã không lắng nghe, không chuyển hóa hoàn toàn, không thay đổi nhận thức, thành ra COVID đến. Và khi COVID đến cũng vậy, COVID đến nhắc, nếu mà nhắc lần thứ nhất vào cuối năm 2019 tới đầu năm 2020, nếu như đến cái đợt sóng thứ hai mà chúng ta cảnh tỉnh, và thậm chí trễ nhất là cái đợt sóng thứ ba, đợt sóng thứ ba vào đầu năm 2021, nếu chúng ta cảnh tỉnh và chúng ta sử dụng cái nguyên tắc vũ trụ này, chúng ta quyết tâm chuyển hóa cái giai đoạn đó, thì có lẽ chúng ta sẽ không bị cái làn sóng thứ tư. Nhưng mà hầu hết chúng ta chủ quan, thấy ba cái giai đoạn đầu, thấy hai cái giai đoạn đầu nó bình an, nó dễ dàng, và chúng ta chủ quan tới cái thứ ba. Và khi mà chúng ta chủ quan cái thứ ba, cái đợt sóng thứ ba nó bình yên, nó nhẹ nhàng, và không bao nhiêu người để chuyển hóa cái nhận thức để mà sống đúng hết cả. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy một lần nữa mình đã vi phạm luật vũ trụ quá tam ba bệnh, thành ra buộc lòng phải sứ giả phải nhắc chúng ta mạnh hơn, liên tục hơn, nghiêm trọng hơn. Đó là cái đợt thứ tư. Vậy thì bây giờ khi chúng ta nhìn lại toàn bộ bức tranh đó, chúng ta thấy rằng mình đang ở cái giao mùa thứ ba đây, trong cái chuỗi mà sứ giả vũ trụ đến để nhắc chúng ta. Vậy thì đây là cái thời điểm giao mùa thứ ba, chúng ta có tận dụng cái cơ hội này để mà trở về với mình thường xuyên hơn, hoàn toàn hơn, để mà chăm sóc mình, nuôi dưỡng mình một cách đúng đắn, và nhắc nhở, hỗ trợ cho những cái người thân xung quanh mình, những người bạn đồng nghiệp trong cộng đồng của mình, và
cái môi trường, cái ngôi nhà chung của mình hay không. Nếu như đây là cơ hội cuối trong cái lời nhắc nhở của vũ trụ theo nguyên tắc căn bản số 3 mà chúng ta lại không tận dụng, không thực tập cho tốt, thì có lẽ chúng ta lại sẽ phải đón nhận những cái thử thách, những cái bài học nghiêm trọng hơn. Đây là luật vũ trụ, và chúng ta thấy một cái chuỗi trong thời gian qua thì chúng tôi đã nhấn mạnh rồi. Vậy thì nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này, không thực tập cho mình, cho cộng đồng của mình, thì chúng ta lại phải gánh chung cái trách nhiệm là gì? Là cộng nghiệp, là cộng nghiệp. Và điều này rất là rõ. Vậy thì chúng ta phải tận dụng cái cơ hội này. Và khi mà quý vị nhìn lại cho sâu, cho kỹ, thì quý vị sẽ thấy những cái việc thực tập của chúng ta trở lại rất căn bản. Làm sao chúng ta thức dậy đúng giờ vào buổi sáng sớm, dành cái thời gian có mặt cho mình một cách trọn vẹn nhất, và chúng ta trở về kết nối với mình một cách hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất, chân thật nhất. Và tự khắc, mình nói tự nhiên ở đây nghe, quý vị nên nhớ cái từ tự nhiên ở đây, nó không phải là tự nhiên là không có nhân duyên. Tự nhiên ở đây là theo đúng luật vũ trụ. Luật vũ trụ phải giúp cho mình đào thải độc tố, rác rưởi từ mình tới thân. Luật vũ trụ sẽ giúp chúng ta nâng cái tầng năng lượng trí tuệ của mình lên, làm cho thân mình khỏe, tâm mình an. À, làm cho mình có cái ý thức rõ ràng hơn về mối quan hệ mật thiết giữa mình với cộng đồng và với môi trường. Tất cả nó đều có cái sự sắp đặt hết. Thì như vậy chúng ta gọi là tự nhiên. Chứ tự nhiên ở đây không có nghĩa như mình nghĩ là ô mặt nó sẽ đến nha. Không có nhân thì sẽ không có quả đâu. À, và từ cái nhân tới cái quả nó còn rất nhiều cái duyên. Vậy thì nếu quý vị dậy sớm được một bữa, bữa hôm sau mình lại ngủ nướng, không sao. Vậy thì chúng ta phải làm sao liên tục, nhớ là liên tục, mình hít vào một hơi thở trong lành bình an, nhưng mà nếu cái hơi thở kế tiếp mình lại không tỉnh giác để hít thở, thì chắc gì mình còn tồn tại, chắc gì mình còn được tỉnh táo. Tại bây giờ phút nào mà chúng ta thiếu cái hơi thở, thiếu cái oxy, là cái đầu của chúng ta nó mờ mịt liền, nó không còn tỉnh táo, nó không còn sáng sủa nữa. Vậy thì chúng ta phải có cái sự kết nối này, mà từ cái việc thức dậy sớm vậy, chúng ta có mặt trọn vẹn kết nối cho mình rồi, thì kế tiếp là mình thấy gì? Cái việc mà xả rác ra phải tập thành thói quen. Quý vị nào mà chưa thành thói quen này, buổi sáng sớm mà mình chưa xả rác ra được, chưa đi vệ sinh đại tiện tiểu tiện ra được, thì mình phải tập cái thói quen này để mình làm cho sạch sẽ.